làm là đây. Nào ai biết trước lắm nỗi muôn phiền. Mới ngày hôm qua còn cưới nỗi đóm, giờ nằm xuôi. Cây này đang cứng nọc này, đang quá đẹp luôn. Về chồng về chồng bảo ông cắt bỏ nó ná. Không, ông ấy có gì phải cố vấn gọi. À, rồi, ông ấy chắc ông xem YouTube thường xuyên đấy. Đây, quay clip này về cho ông xem. Người nhà đi lên đấy. Ừ. Về thì cắt cây sách tay thì em đi hai anh em lên ôm vào lòng được léo luôn, nó lại có cái cuộn lợn ở cái bùn đất. Đó, cây anh tưởng cây giống nhỏ nhỏ. Em tưởng cây nó tí 1 tuổi thì nó nhỏ nhỏ không. Nghĩ đâu là nó là cái bầu đất đấy. Cây này trồng an toàn, anh lấy cái dây anh bó gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là Hà Bình Ngon đang xuất cây giống bưởi Tam Hồng ra bến xe nước ngầm gửi về Bình Định cho khách hàng ở Bình Định. Đất võ của vua Quang Trung đây. Bình Định ra đây, võ Bình Định ra đây. Cây của Hà Bình Ngon thì rất là sạch bệnh, khỏe và đánh bầu rất là cẩn thận. Bây giờ đang cứng nọc này. Rất là đẹp. Đằng này quả nó to như nắm tay rồi này. Đấy, thấy chưa? Nó cây này là 3 năm đấy, bắt đầu cho bói đấy. Đấy, quả này. Nhưng mà nó to. Là đã ra quả rồi năm ngoái năm. Không, năm ngoái thì không ra. Không, bảo là đã có được ăn chưa? Ăn rồi. À. Vừa này chưa được ăn nhưng mà cháu ghép vào cái buổi diễn cho đấy. Khách ở trên Đan Phượng. Là cháu đưa một đoàn đến ăn. Là người công của chú rất màu đẹp ghê nhỉ. Quá đẹp. Đấy nhá. Đúng là cái ngón tay cái mà đấy nhá, nói các vị đây là tam hồng mà nó có gai đây này, loại này nó có gai mà tức là cái giống này cái sức sống của nó rất là khỏe. Và cái mầm cái gì khi mà nó ra nó lồng thì nó có lá nó hơi nó màu đẹp nhỉ. Cái này là chưa chín hoàn toàn đúng không anh? Mà như đúng như dài béo đủ. Nó lên màu đỏ. Bóng tam hồng kìa. Màu đỏ. Tam hồng à. Mà cây rất bé nhá. Đầu tiên đúng tinh thần của Hà. Đúng tinh thần. Dạ. Đấy. Đấy. Đấy chú. Đó. Đấy, nhà chú là 2 năm nữa chú lại đón đoàn đông như thế này đến tham quan. Hiện tại nhà mình đây mới được có trên dưới 100.